Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, ban giám khảo cùng tất cả các bạn đội viên có mặt tại hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức về Bác Hồ kính yêu của chúng ta hôm nay. Câu chuyện mà em sắp kể lại với hội thi sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về tuổi thơ đau buồn cùng cực của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam sống dưới thời đô hộ thực dân phong kiến. Nghe qua chắc rằng không ai cầm được nước mắt. Đó là câu chuyện Hồ Chí Minh, hồi ức màu đỏ cho đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cặn kề Bác ở những năm tháng cuối đời đã ghi lại qua lời kể của Bác. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1957, Bác về thăm Quảng Bình. Sau một ngày gặp gỡ làm việc với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đêm về Bác thả bộ bên bờ dòng sông Nhật Lệ, Bác u buồn nhìn về phương Nam. Lúc này đại tướng Nguyễn Chí Thanh đi cùng với Bác, sợ Bác mệt, tình làm việc ngày mai rất dày nên đại tướng vội vàng thưa: "Thưa Bác, đêm khuya sương lạnh đang phủ xuống bến sông, cháu mời Bác đi nghỉ ạ." À? Bác nhìn đại tướng chậm rãi nói: "Chú Thanh, Bác bảo này, chú lại đây ngồi với Bác." Rồi giọng Bác vẫn buồn buồn: "Chú Thanh này, trong đêm khuya Bác muốn thả hồn vào sương lạnh. Gần 60 năm Bác mới trở lại nơi này. Ngày đó Bác đã đi bộ cùng gia đình vào Huế. Đất nước vẫn còn chia cách. Cả cuộc đời làm cách mạng mà Bác vẫn chưa đi hết cuộc hành trình." Đại tướng cười vui đáp: "Thưa Bác, rồi sẽ có ngày thống nhất. Đồng bào miền Nam rất vui khi được đón Bác vào thăm." Mắt Bác vẫn nhìn xa. Ngày đó, ngày thống nhất, 5 năm, 10 năm, 20 năm hay còn lâu hơn nữa chú Thanh, liệu có kịp không? Năm nay Bác đã gần 70 tuổi rồi chú Thanh à. Rồi Bác từ từ đứng lên, mắt vẫn dõi về phương Nam. Trong kia là Huế, có xa xôi lắm đâu. Hôm nay Bác đứng bên bờ dòng sông Nhật Lệ, lòng bỗng nhớ về dòng sông xứ Huế, nơi đây năm xưa Bác đã cùng gia đình dìu dắt nhau từ Nam Đàn vượt núi băng đèo đến với Huế kinh đô. Sao bỗng dưng hôm nay Bác nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ những người thân đến vậy? Nhớ đến cồn cào chú Thanh à, nhớ thuở ấu thơ ở Huế, những năm tháng gian khó. Huế đã cho Bác biết giá trị của Huế, là nơi chôn cất người mẹ và đứa em tội nghiệp đã chết vì đói khổ và bệnh tật. Rồi Bác chậm rãi kể trong nỗi xúc động trào dâng. Sau khi vào Huế, gia đình Bác đã thuê một gian nhà trong ngôi nhà ba gian ở đường Văn Mao. Cũng gian nhà này, mẹ Bác đã sinh ra đứa em út là Nguyễn Sinh Sinh. Và cũng chính gian nhà này, người mẹ kính yêu và đứa em trai chưa tròn một tuổi của Bác đã ra đi mãi mãi, để lại cho Bác nỗi đau tột cùng khi Bác chưa tròn 11 tuổi. Năm 1900, cha Bác cùng Nguyễn Sinh Sắc dẫn anh Nguyễn Sinh Khiêm ra Thanh Hóa để tham gia tổ chức kỳ thi hương. Bác ở lại với mẹ là bà Hoàng Thị Loan và em sinh vừa mới mấy tháng tuổi. Đại tướng hồi hộp: "Rồi sao nữa Bác?" Bác nắm chặt tay đại tướng kể tiếp: "Rồi cơn đau lại đến, mẹ Bác quằn quại chịu đựng." Bác vội vàng: "Mẹ, mẹ lại đau rồi, để con xách thuốc cho mẹ uống." Vừa quạt bốc thuốc, Bác lo lắng nhìn ra ngõ buồn buồn nói: "Gần Tết rồi mà cha vẫn chưa về, vậy là năm nay nhà mình không có Tết." Hai dòng lệ Bác lăn dài trên má. Thuốc đã xách xong, Bác vội vã rót ra cho mẹ: "Mẹ ơi, mẹ uống thuốc cho đỡ đau. Đưa em xin con bồng ru nó ngủ." Rồi Bác bồng em xin ru em ngủ. Sau hôm nay em xin không ngoan mà khóc nhiều hơn thường ngày. Đã đến giờ đi học, Bác ru nhiều đi qua đi lại mà em vẫn không nín. Thấy vậy mẹ Bác gọi: "Con ơi, con ơi, đưa em cho mẹ rồi đi học." Bác ngập ngừng: "Nhưng mẹ, mẹ còn mệt." Mẹ Bác học dứt khoát: "Đưa em cho mẹ rồi đi học đi, mẹ không sao mà." Bác chậm chậm trao em cho mẹ và lòng lo lắng không yên. Rồi Bác thưa mẹ, Bác vội vã thưa mẹ đi học. Đến đây giọng Bác như nghẹn lại. Không ngờ đó là lần từ biệt mẹ Bác lần cuối. Chú Thanh này, buổi học hôm ấy lòng cồn cào không yên. Vừa tan học,
bắt chạy một mạch về nhà. Từ ngoài sân nghe tiếng em xin khóc thét, linh cảm có chuyện chẳng lành. Bác xông thẳng vào nhà thì thấy bà Thu, người hàng xóm tốt bụng, đang bồng em xin, còn bác đang ngồi dựa vào khung, mẹ bác đang ngồi dựa vào khung cửi. Bà Thu nghẹn ngào nhìn bác: "Con ơi, mẹ cháu đi rồi." Như đất trời sụp đổ, bác chỉ còn biết nhào tới ôm mẹ, òa khóc thảm thiết: "Mẹ ơi, ai cứu mẹ tôi, ai cứu mẹ tôi." Đến đây, bác lấy khăn ra lau nước mắt và nghẹn ngào kể tiếp: "Cái Tết năm ấy nhà bác đau thương tột cùng. Chiều 30 Tết, nhà người ta chuẩn bị rước ông bà tổ tiên về ăn Tết. Còn nhà bác với bàn thờ mẹ khói hương nghi ngút, hai anh em đầu chiếc khăn tang. Em xin thì cứ khóc vì đói. Vì là ngày Tết mà nhà bác đang đại tang, nên bác cử không dám bồng em đi xin sữa. Một lúc sau, em xin hết khóc, nhưng da em tái dần, em không cử động. Bác bồng em hú to cầu cứu bà con làng xóm. Khi bà con chạy đến thì em xin đã đi rồi. Bác tuyệt vọng ôm em gào khóc thảm thiết: Xin ơi, sao em bỏ anh? Sao em không chờ cha về hả em? Trời ơi, em tôi còn nhỏ quá." Đến đây, bác cũng không giấu nổi xúc động: "Bác ơi, tuổi thơ của bác đau thương quá. Nếu bác không nói ra làm sao chúng cháu biết được." Bác cười nhẹ, vỗ vai đại tướng: "Chú Thanh này, sao hôm nay bác lại kể nhiều chuyện riêng tư trong chuyến thăm Quảng Bình này đến vậy?" Đây là bác già Hạ Tường chú Thanh. Người ta nói người già thường sống bằng hồi ức. Đại tướng nhanh nhẹn đáp: "Thưa bác, đó là hồi ức cách mạng. Hồi ức màu đỏ đấy bác ạ." Kính thưa quý vị, thực hiện lời dạy của bác năm xưa, nên đội trưởng trung học cơ sở Tăng Quan đã có những hoạt động của bác như về xì heo đất, tặng lớp học tập và xe đạp cho bạn nghèo đến trường, đỡ đầu cho bạn mồ côi được đi học, tham gia tặng quà kết nghĩa với học sinh miền núi. Câu chuyện em kể trước đây là kết thúc. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc hội thiên